Chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán vận tải dành cho bạn mới bắt đầu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ngành kế toán vận tải là một trong những lĩnh vực kế toán rất đặc thù, đòi hỏi người kế toán phải có trình độ và chuyên môn cao để có thể đáp ứng được ngành nghề này. Khóa học thực hành kế toán vận tải sẽ giúp cho các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ. Đối với các hoạt động kinh doanh của mảng phương tiện vận tải, sẽ giúp các bạn theo dõi được các doanh thu, giá vốn và lãi lỗ của từng phương tiện kinh doanh. Đối với các hoạt động liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa, theo dõi được các lộ trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe và chi phí từng lần sửa chữa. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm hai phần. Trước khi đi vào thực hành khóa học vận tải dành cho bạn mới bắt đầu, thì phần 1 các bạn sẽ đi vào phần lý thuyết để làm quen các khái niệm, nguyên tắc về kế toán, làm quen về hệ thống và kết cấu của các tài khoản, nắm chắc được các tính chất và nguyên tắc của bảng cân đối tài khoản. Sẽ là cơ sở để đi vào phần thực hành kế toán vận tải. Ở phần 2 chúng ta sẽ đi vào thực hành các chứng từ thực tế, được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ 2 chúng ta sẽ đi vào các chứng từ phát sinh. Và nội dung thứ 3 liên quan đến hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Các nội dung trong phần 1 các bạn sẽ được đi tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu những sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ 2, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty vận tải, hạch toán các nội dung liên quan đến chi phí mua công cụ, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc tạo các mã liên quan đến cước vận chuyển, các hóa đơn liên quan đến mua công cụ dụng cụ, tài sản cố định, các hồ sơ liên quan đến mua tài sản cũng như thanh lý tài sản và các chi phí khác liên quan đến mảng kế toán vận tải, các nội dung liên quan đến chi phí tiền lương và bảo hiểm, đối chiếu công nợ, phải thu và phải trả, định mức của kế toán vận tải dành cho các bạn mới bắt đầu sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện hạch toán đối với dầu DO trong công ty vận tải, hướng dẫn thực hiện việc lập định mức dầu DO theo chuyến, theo cung đường và theo dõi định mức theo xe, tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ và các nội dung liên quan đến nộp tờ khai, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và nội dung thứ 3 liên quan đến cuối kỳ, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc cân đối lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản. Trước khi lên báo cáo tài chính, thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo và bảng cân đối tài khoản, thực hiện việc in sổ sách, kết xuất và lưu giữ nội bộ, cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học kế toán vận tải dành cho người mới bắt đầu. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web kế toán việt hưng.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.